Thanh Đoàn dẫn hai con đi chơi tại một khu phố lên đèn diện đồ cùng Hà Chí Quang. Vào ngày 9 tháng 12, Thanh Đoàn tung bức ảnh sánh đôi cùng Hà Chí Quang, bộ đôi cùng hai con Kaka muội muội xuất hiện tại một con phố lên đèn. Anh cho biết, phố lên đèn thì gia đình nhỏ lên đồ cả nhà thấy sao ạ? Bên dưới là nhiều bình luận từ các fan, cả nhà đáng yêu quá, cả nhà đều đẹp hạnh phúc nha, hai con thấy thấy cưng quá. Qua bức ảnh này, chúng ta thấy được tình cảm và sự gắn kết mạnh mẽ giữa thành viên trong gia đình. Điều này cũng là một minh chứng cho việc quan trọng của việc dành thời gian bên nhau và tạo ra những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Mong rằng gia đình sẽ tiếp tục có nhiều khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc như vậy trong tương lai. Thanh Đoàn, người yêu của Hà Chí Quang, cũng cho biết anh và bạn trai ban đầu chỉ định tổ chức đám cưới, song cả hai lại muốn ngày trọng đại của mình sẽ có các con góp mặt. Chính vì thế, cặp đôi quyết định để dành đám cưới vào năm sau, khi hai con cứng cáp hơn. Thanh Đoàn cũng cho hay, sau đám hỏi, anh và Hà Chí Quang lại bắt tay vào chuẩn bị cho tiệc thôi nôi của hai con vào tháng 12. Sau đó lại phải chuẩn bị cho Tết Nguyên đán nên không có kế hoạch hưởng tuần trăng mật. Người yêu của Hà Chí Quang nói, chúng tôi ngày nào cũng hạnh phúc, yêu thương nhau nên chắc cũng không cần phải đi tuần trăng mật, gửi. Nói thêm về chuyện tình cảm với Thanh Đoàn, Hà Chí Quang cho biết cả hai đã dọn về sống với nhau nhiều năm qua, cùng nhau chăm sóc hai con. Hà Chí Quang cũng tiết lộ trong cuộc sống, anh và người yêu đôi lúc xảy ra cãi vã, nhưng cũng sớm làm lành do có quy tắc riêng. Chúng tôi đặt ra quy định khi cãi nhau không ai được ra khỏi phòng, sau đó trò chuyện rõ ràng để hóa giải vấn đề và lại vui vẻ với nhau, Hà Chí Quang cho biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.